Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, số 156 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Thông báo những quy định của Giáo phận Đà Nẵng về việc cử hành phụng vụ đối với các linh mục ngoài giáo phận. Để bảo vệ sự thánh thiêng của các cử hành phụng vụ, nhất là việc cử hành bí tích thánh thể, một hành động của chính Đức Kitô và Giáo hội, trong đó Chúa Kitô qua thừa tác vụ của Tư tế hiện diện cách bản thể dưới hình bánh và rượu, dâng mình cho Thiên Chúa Cha và tự hiến mình làm của ăn thiêng liêng cho các tín hữu. Giáo luật điều 899. Căn cứ quy định của Bộ Giáo luật Công giáo năm 1983, điều 903 về việc một tư tế để có thể được nhận cho cử hành thánh lễ cần xuất trình thư giới thiệu do đấng bản quyền hay của bề trên mình cấp chưa quá một năm. Xét tình hình thực tế của giáo phận, nay Tòa Giám mục Đà Nẵng xin thông báo một số quy định như sau. 1. Quý cha quản sứ, quản nhiệm và bề trên cộng đoàn dòng tu chỉ chấp thuận cho các linh mục ngoài giáo phận Đà Nẵng mà mình đã biết rõ và chắc chắn không bị ngăn trở do giáo luật. Cần trình chứng thư linh mục được cử hành phụng vụ trong nhà thờ hay nhà nguyện thuộc quyền. 2. Đối với các linh mục xa lạ có ý muốn cử hành thánh lễ hay các bí tích khác tại bất cứ nhà thờ hay nhà nguyện nào trong lãnh thổ giáo phận Đà Nẵng, cần có thư giới thiệu và xác nhận với đầy đủ thông tin về nhân thân, thời gian và địa điểm cụ thể dự định cử hành. Thư giới thiệu và xác nhận này phải được văn phòng đấng bản quyền của linh mục ấy gửi trực tiếp đến văn phòng Tòa Giám mục Đà Nẵng qua đường email văn phòng Tòa Giám mục Đà Nẵng a@gmail.com. 3. Linh mục khách khi cử hành thánh lễ, chủ tế hoặc đồng tế tại một nhà thờ hay nhà nguyện trong giáo phận Đà Nẵng cần tự tay ghi đầy đủ các thông tin vào sổ nhật ký dâng lễ do Tòa Giám mục phát hành. Xin quý cha và quý bề trên cộng đoàn dòng tu nghiêm túc thực hiện các quy định này. Các quy định này chính thức được áp dụng vào Chúa Nhật lễ lá ngày 2/4/2023. Xin chân thành cảm ơn Tòa Giám mục Đà Nẵng ngày 30/3/2023, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.